Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền tỉnh lộ 328. Đó, mặt tiền tỉnh lộ 328 này là mình đi thẳng về biển Hồ Tràm luôn anh chị. Mình rẽ bên tay trái này, mình đi thẳng khoảng là 12-13 cây là mình đi thẳng xuống biển Hồ Tràm luôn ha. Đó. Thì ở gần đây, ở ngay con đường này mình sẽ có một cái ngã ba dự phóng nha. Nói chung là đền bù tất cả rồi, xong xuôi rồi, chuẩn bị là sang năm thôi là nó sẽ ban đường ha. Đó, ngay chỗ này ngã ba đâm thẳng, nói chung là làm giống một con đường tránh vậy chị. Đó thì đường tránh đi xuống biển sẽ nhanh hơn. Như cái đường hiện hữu trong này thì mình chỉ chạy được khu dân cư 50 km/h thôi, nhưng mà đường tránh đó thì mình chạy được 80-90 ha. Đó, đường ngoài khu dân cư. Đó. Đây là hướng đi biển, sẽ mở đường đó ra mình sẽ đi biển nhanh hơn. Còn một hướng bên tay phải mình đây, đó là mình đi Đồng Nai anh chị, đi Sài Gòn. Đó, đi ra hướng Hòa Bình, Tân Lâm, Bầu Lâm rồi đó anh chị. Đó, đây hướng này ha. Đó, chỗ này khu dân cư rất là đông. Bây giờ em Điền sẽ giới thiệu có chú chị một cái bất động sản này. Nói chung là đất thổ cư nha, nhưng mà vườn. Hiện tại trên đất thì có một cái căn nhà rồi. Đó, hơn 600 m² anh chị, mặt tiền đường nhựa. Đó, đường này tương lai sẽ mở rộng và phóng thẳng xuống Hồ Bà Tô và cũng như là trung tâm thương mại anh chị ha, trung tâm huyện Xuyên Mộc luôn. Đó, từ đây mà nếu mà đường dự phóng này nó sẽ phóng mở rộng thì mình đi rất là nhanh, khoảng vài cây số thôi là tới trung tâm rồi. Còn mình đi hướng này vẫn đi xuống trung tâm huyện được nha, đi hướng bên này. Đó, khoảng là 5 cây. Còn nếu mà đường này mở rộng mình đi khoảng là 2-3 cây thôi là tới trung tâm huyện rồi. Bây giờ em Điền sẽ đi vào bất động sản đó nha. Bất động sản đó thì em nói lại là chỉ có giá hơn 2 tỷ thôi anh chị. Hơn 2 tỷ chút xíu thôi. Mặt tiền đường nhựa, ở sau thì giáp suối, có sẵn một cái căn nhà rồi nguyên một cái vườn ha. Nói chung là rất là rộng, rất là đẹp. Chỉ hơn 2 tỷ chút xíu thôi. Từ tỉnh lộ 328 này mình đi vào phía trong á thì khoảng là 500 m thôi anh chị. Đó, đi đường này mình rẽ bên tay phải xíu là tới cái nhà rồi, cái bất động sản mình rồi. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào sâu chi tiết của bất động sản mình nha. Bây giờ em Điền sẽ chạy vào bất động sản nha. Hiện tại em Điền đã có mặt tại cái bất động sản của mình rồi anh chị. Thì bất động sản mình có mặt tại đường nhựa này, anh chị có thể thấy này. Đường nhựa rất là mới, rất là sạch, có cống nước hai bên ha. Đó, rộng thoải mái. Đó. Khu dân cư rất là đông, đối diện lại có một cái quán cà phê anh chị. Đó, nói chung là mặt tiền đường mình có thể kinh doanh được nha anh chị nha. Thì đó anh chị, nói chung là cái khu vực của em Điền quay đây là khu vực đường Bàn Cờ. Nói chung là bất động sản mình nó nằm ở gọi là nằm ngay vị trí cuối của Bàn Cờ ha. Đó, vị trí cuối. Đường nói chung là đường này thông thường hết ha. Mình đi gặp ngã tư ngã ba gì đó mình rẽ bên này là đi 328 anh chị. Đó, và hướng ngược lại sau này cũng vậy. Đây ngã ba này, đây mình đi ngã ba này ha. Rẽ bên tay phải là ra tỉnh lộ 328 khoảng 500 m anh chị. Đây, bây giờ bất động sản mình là có là 11 m² anh chị ha. Nói chung ranh móc rõ ràng, rào lại từ bên này ha, đổ qua bên này là 11 m² và sâu là khoảng là 53-54 m anh chị, nở hậu 13 m² nha. Đó, ở sau thì giáp suối. Bây giờ em Điền sẽ đi vào bất động sản mày nha. Nói chung là bất động sản mình là đã có rào cổng đàng hoàng ha, có một cái căn nhà nho nhỏ. Đó, rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào trong bất động sản mình nha. Rồi. Đó, anh chị có thể thấy nè, phía trước mình thì có một cái khoảng sân rất là rộng, nói chung là ô tô 7 chỗ đi vô thoải mái anh chị ha. Sân này đậu được mấy chiếc luôn anh chị. Ở còn cái phía mặt tiền đường nhựa mình thì xe 30 chỗ, xe 50 chỗ chạy được vi vu ha. Xe du lịch chạy thoải mái. Đó. Rồi. Đây là không gian phía trong.
của bất động sản mình. Có một cái căn nhà nhỏ nhỏ ha. Ở bên này là cái đường luồn phía bên hông nó, và cũng như là cái chỗ mà tiếp khách luôn ha. Đó là khu vui chơi ăn uống mà bên này. Ở bên này có một cái đường luồn đi vô phía sau. Thì bây giờ em đi sẽ đi qua bên này trước ha, rồi bên kia em đi sẽ vòng lại sau. Đó. Mặt tiền bất động sản mình thì được 11,5 m anh chị. Hả? Nhắc lại một lần nữa là 11,5 m, sâu là 53 gần 54 m. Đó, chiều sâu. Nợ hậu là 13,5 m anh chị. Hiện tại thì bất động sản mình đang có một sẵn 100 m thổ cư rồi anh chị ha. Nói chung là xây dựng thoải mái, không cần giấy phép xây dựng gì hết trơn anh chị. Đó, đất xã mà. Nói chung là trong thổ cư này thì xây dựng vị trí tự do, không cố định ha. Đây. Đây là phía khu vực phía sau. Rất là mát anh chị. Phía sau thì hàng xóm mình có trồng một cái vườn tre đằng phía sau. Nên là mình cũng được hưởng lây cái phần mát mẻ này. Ở phía sau khu vực mình thì rào lại trồng rau, nuôi gà ha. Thoải mái luôn, view luôn. Bất động sản mình tổng diện tích thì lên đến 655 m² lận anh chị. Đó. Tất cả đã có rào và có B40 ha, hết rồi. Ranh móc rõ ràng luôn. Đó, sổ riêng nha. Nói chung là cô chú chị mình mua thì có sổ riêng công chứng liền được. Ở khu vực phía sau thì có cái toilet riêng nằm phía ngoài này ha. Ở trong nhà thì cũng không có gì anh chị. Dường như là có một phòng khách và một phòng ngủ thôi anh chị. Rất thích hợp cho một cặp vợ chồng trẻ mới ra riêng. Có một đứa con. Đó. Còn mình sau này thí dụ mà mình muốn ở rộng hơn hoặc là ấy hơn thì mình có thể sửa sang lại và mình có thể nới rộng ra ha. Đó, vô tư mình bỏ thêm đầu tư chút ít nữa, vài trăm thôi là nhà căn nhà đẹp rồi. Đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ lui phía sau. Phía sau này thì bất động sản mình có giáp suối nè chị. 13,5 m thì từ đây anh chị ha. Từ ranh đây đổ qua giáp rào bên kia ha, 13,5 m. Và ở sau mình thì có một cái suối nho nhỏ, nước thì mùa này hơi cạn chút xíu nha. Đó, anh chị có thể thấy nè. Đó. Cũng không sâu lắm ha, suối thì cũng không sâu lắm, nước ít. Đây là hiện tại đang mùa khô nên là nước ít anh chị, nước thì chảy quanh năm. Đó, rất là mát mẻ thật sự, mà em đi đang đứng đây rất là mát anh chị. Đây là hiện tại em đang quay là 11 giờ gần 12 giờ rồi. Đó, mà khí hậu ở đây rất là mát. Từ đây di chuyển xuống biển thì mất đâu đó khoảng là mười mấy phút thôi, 15 phút thôi là xuống biển Hồ Tràm. Rất là gần. Đó. Bất động sản mình thì đang hiện tại đang có hướng là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc ha. Rất là đẹp, rất là mát. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng 2,5 tiếng. Nếu mà cô chú chị đi từ Sài Gòn về đây về biển á, thì anh chị sẽ gặp cái bất động sản này trước ha. Rồi mình mới xuống biển. Đó. Thì rất thích hợp cho cô chú chị nào mua đầu tư hoặc là về làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Ở giá này thì gia chủ mình cũng đang cần bán. Thì em xin nhắc lại nữa một lần nữa là bất động sản mình đã đang có là đang cần bán nha, là 2,2 tỷ chị, có thương lượng chút ít hả. Thời điểm này thì cũng không có hô hào cái giá lên làm gì đâu anh chị. Nói chung là giá cần bán đã đăng lên, nhờ em đi đăng lên để quảng bá tới cô chú chị nào có nhu cầu mua đó thì mua để mà cứu giúp cho chủ bất động sản của mình. Đó. Bên này thì phòng tắm ha, bên này toilet. Nói chung là nhà mình thì hiện tại vô ở được luôn ha, vô ở liền cũng được thôi. Mà mình chịu khó mình mua về mình sửa sang cho nó đẹp xíu á mình ở. Nó đường luôn. Đường luôn. Còn bên này thì gia chủ mình muốn tạo một cái không gian riêng ha. Không gian riêng tư nên là gia chủ mình sẽ rào cái gạch này, không có rào lưới ha. Đó, tạo không gian riêng cho mình. Bộ bàn ghế đá. Đó, khỏi phải dòm ngó anh chị ha. Rồi phía sau thì tạo một cái không gian thoáng ở B40. Đó. Rồi có chú chị nào mà có nhu cầu á
quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế bất động sản này. Và em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip này của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau của em nha. Xin chào.